Thưa các bạn, đây là hệ thống điều khiển dàn pin năng lượng mặt trời. Dàn pin của chúng ta sẽ được thiết kế để dằng vào cái động cơ, kết nối với động cơ với dây xích ở đây. Đây là một cái motor ví dụ. Cái motor này của tôi nó có cái tham số là 24 V DC và 13,7A. Đấy thì đủ để quay cho một cái dàn pin cỡ lớn. Và cái động cơ này được nối vào cái mạch điều khiển. Thì ở đây là trên đây là ghi ký hiệu mạch điều khiển. Còn phía đây là nguồn vào. Nguồn vào thì ở đây tôi ghi là 0512, nhưng mà có đủ 3 nguồn thì dùng 3 nguồn, nếu không thì chỉ cần nối mát vào 0V và dương vào 12V. Ở đây tôi nối 12V, tức là cái động cơ này 24V nhưng mà tôi mới chỉ chạy có 12V thôi. Thế còn ở phía bên này là các cái thông tin, ví dụ như đây là công tắc hành trình 2, tức là động cơ quay sang phía 2, cứ quay sang 2 thì chạm công tắc hành trình 2 thì động cơ sẽ tự động dừng lại. Đây là công tắc hành trình 1, thì công tắc hành trình 2 và công tắc hành trình 1 đấy được đấu xuống mát, thì đây là G. Thế còn đây là quang trở 1 và quang trở 2 thì sẽ được đấu lên dương. Thì khi ở đây là cái giao diện điều khiển, thì đây là dàn pin năng lượng mặt trời, thì đây là các cái trạng thái của nó ở trên này. Auto là điều khiển tự động. Phía nút bên trên này là phía auto hoặc manual. Đấy, điều khiển auto manual. Còn các phía bên dưới cái nút bấm này là cái nút bấm để điều chỉnh ngưỡng sáng tối và cái độ lệch sáng, tức là cái sensor trái, quang trở trái và quang trở phải hơn kém nhau. Ví dụ đặt ở đây là 100 thì nó nếu mà hơn kém nhau 100 ấy, thì nó mới bắt đầu tác động. Thế còn ở đây là chúng ta có thể là chỉnh cái số, khi mà chúng về đây chúng ta có thể chỉnh các cái số này được. Đấy thì thoát khỏi chế độ này chỉ việc bấm cái nút này là xong. Thế là khi mà ở chế độ auto thì bốn nút này là không có tác dụng gì. Đấy, thế còn ví dụ khi chuyển sang chế độ manual chẳng hạn thì các cái nút sẽ là quay trái hoặc quay phải. Ví dụ như là chúng ta muốn nó quay sang trái thì quay sang trái, mà quay sang phải thì quay sang phải. Đấy. 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 Thì khi mà động cơ nó điều khiển thì nó chạy thì chúng ta làm như thế. Thế còn ở chế độ auto. Đấy, ở chế độ auto thì bây giờ để động cơ nó chạy được ấy, thì chúng ta phải ghép quang trở vào đây. Thì tôi ví dụ một cái quang trở là một cái con điện trở đi. Tôi sẽ tìm một con điện trở nào đó, một cái con điện trở bất kỳ. Đấy. Ví dụ đây là một con điện trở. Giá trị của điện trở ở đây là vàng tím đỏ 4,7K, ví dụ thế chẳng hạn. Đấy thì bây giờ tôi cho vào đây, vì điện trở của chúng ta như này điện chỉ để thử thôi mà. Thử cái cảm biến này mà. Đấy. Rồi cho nó vào cái công tắc hành trình 1, nó sẽ quay sang phía bên trái. Đấy, chúng ta thấy trạng thái hệ thống đây. Giờ thế là đây bây giờ đang quay sang trái, bây giờ nhả ra thì động cơ sẽ dừng. Bây giờ tôi sẽ cho quay sang phải. Đấy. Cái điện trở này nó hơi bẩn. Nên là giá trị nó chưa được to lắm, giá trị nó bé, nó chưa quay. Đấy, rồi. Hết.